Vài năm trở lại đây, cùng với sự phát triển của xã hội, vấn nạn nạo phá thai đã và đang là vấn đề được công luận đặc biệt quan tâm chú ý. Bởi lẽ tình trạng nạo phá thai diễn ra ở hầu hết các nữ giới là sinh viên, học sinh, diễn ra ở hầu hết ở các tỉnh thành, đã cướp đi tính mạng biết bao nhiêu đứa trẻ sắp thành người và ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và sức khỏe của biết bao người mẹ. Nhiều biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra ở khi mà mình nạo phá thai là nhiễm trùng, băng huyết, sót thai, chữa ngoài dạ con, rong kinh, sẹo ở ngoài tử cung, thậm chí là dẫn đến vô sinh. Nhiều người không chịu nổi cú sốc dẫn đến bệnh tâm thần. Có nhiều người do ám ảnh các thủ thuật phá thai cho nên điên loạn. Cho dù như thế nào thì những cái hậu quả về tâm lý luôn đeo bám những người đã từng phá thai. Mặc dù những chuyên gia và bác sĩ đã phổ biến thường xuyên những hậu quả nghiêm trọng, nhưng vấn đề này không có dấu hiệu suy giảm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn nạn này. Một nguyên nhân là do kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản hiện nay chưa được quan tâm sát sao. Phần nữa chính là lối sống buông thả, thích hưởng thụ, thiếu trách nhiệm, không tôn trọng các đạo đức truyền thống của một bộ phận giới nữ giới. Ngoại trừ trường hợp bác sĩ chỉ định phá thai vì bệnh lý, thì các trường hợp còn lại dù đưa bất kỳ lý do gì để biện minh đi chăng nữa, chưa sẵn sàng làm mẹ hay là nhà đã đông con cái, sinh cho được con trai để nối dõi tông đường cũng đều thể hiện sự vô nhân đạo và phi đạo đức. Hành vi phá thai tàn nhẫn là như thế. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành ngoại trừ trường hợp phá thai trên 22 tuần tuổi và hành vi phá thai do lý do là lựa chọn giới tính, thì các hành vi phá thai còn lại chưa có một văn bản pháp luật hay là một chế tài quy định nào cụ thể nào cấm hay xử lý. Hoặc mới đây, trong dự thảo luật dân số, Bộ trưởng Bộ Y tế đề xuất cho phép người phụ nữ được phá thai theo nguyện vọng, trừ những trường hợp phá thai vì lý do lựa chọn giới tính. Theo đó, giới hạn được phá thai là từ 12 tuần tuổi đến 22 tuần tuổi, hoặc phá thai gây hậu quả nghiêm trọng cho sản phụ. Cho thấy pháp luật, người đứng đầu nói riêng lẫn cơ quan có thẩm quyền nói chung có góc nhìn về phá thai không thoáng theo xu hướng tiến bộ của các nước thông thoáng theo xu hướng tiến bộ của các nước phát triển. Nhưng như thế thì thật là khập khiễng, không công bằng cho những sinh linh bé bỏng, thật khốn khổ và ác độc với chúng. Và tiếp theo đó là một vài xử phạt được quy định trong Hiến pháp Việt Nam. Xử phạt đối với hành chính các hành loại bỏ thai nhi vì lựa chọn giới tính như sau. Đối với người mang thai và người liên quan, loại bỏ thai nhi vì lựa chọn giới tính không bị ép buộc loại bỏ thai nhi vì người mang thai bị chịu thì người mang thai bị chịu 3 triệu đến 5 triệu đồng. Dụ dỗ lôi kéo người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính thì bị phạt đến từ 5 đến 7 triệu đồng. Và đe dọa dùng vũ lực uy hiếp tinh thần ép buộc người khác phải bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính thì lại bị phạt từ 7 triệu đến tận 10 triệu đồng. Và đối với các cơ sở y tế không có giấy phép cung cấp hóa chất thuốc để loại bỏ thai nhi mà biết rõ người mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính, chỉ định hoặc sử dụng hóa chất thuốc và các biện pháp khác để loại bỏ thai nhi mà biết rõ người đó mang thai vì lý do lựa chọn giới tính bị phạt từ 12 triệu đến 15 triệu đồng. Và hành vi phá thai mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi và vì lý do lựa chọn giới tính thì lại bị phạt từ tận 15 triệu đến 20 triệu đồng. Thứ hai là xử lý hình sự đối với các cá nhân tổ chức không có giấy phép. Các cá nhân tổ chức cơ sở y tế tư nhân khi thực hiện phá thai trái phép có thể bị xử lý hình phạt với mức hình phạt cao nhất là từ 7 đến 15 năm. Và phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm đối với tất cả các hành của các cá nhân tổ chức thực hiện việc phá thai trái phép. Và trên đây là những chia sẻ của bản thân em về việc phá thai và đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho một bộ phận giới trẻ hiện nay, đó là cảnh tỉnh về nhận thức là về lối sống buông thả, thiếu trách nhiệm. Cùng là con người nên là nếu mà một sinh linh nào đó mà bị không may không được chào đời thì thật là một điều rất là đáng tiếc.
em xin hết.